Chào các bạn trở lại với thông tin cập nhật tình hình phát triển xây dựng của thành phố Quy Nhơn. Quy Nhơn những ngày đầu tháng 4. Hôm nay Thọ đang đứng ở khu vực đường Xuân Diệu các bạn. Trước mặt các bạn đây là công trình, một công trình du lịch đã đắp mền đắp chiếu hơn 2 năm qua. Bây giờ thì Thọ thấy thì họ bắt đầu hoạt động lại các bạn, xây dựng lại. Công trình đây là công trình nằm ở vị trí rất là đẹp các bạn. Công trình này theo Thọ tìm hiểu thì được xây dựng lên để mà làm nhà hàng, phục vụ du lịch, rồi cho thuê thiết bị thể thao. Nằm trên cái vị trí ngay giữa hai con đường là Nguyễn Huệ và Xuân Diệu. Đây có mặt quay ra biển Quy Nhơn rất đẹp bạn. Đây, biển Quy Nhơn những ngày đầu tháng 4. Vừa qua thì Quy Nhơn đã hứng chịu thời tiết bất thường, mưa gió liên tục các bạn, làm thiệt hại rất là đáng kể cho người dân ở thành phố Quy Nhơn. Hôm nay thì trời Quy Nhơn bắt đầu hứng nắng lại rồi, nhưng mà thông tin mưa bão thì vẫn còn các bạn, vẫn còn qua tới đầu tuần. Ở khu vực này thì khách sạn Lavenir trước mặt các bạn đây, cao 27 tầng đây. Một khách sạn có kiến trúc khá độc đáo, cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Ở khu vực cuối con đường Xuân Diệu này sẽ là nhiều khách sạn cao rất là đẹp trong tương lai. Bên phía máy của bạn xem đấy là cái công trình màn hình lớn nhất Việt Nam của tập đoàn Hưng Thịnh đang xây trên công viên Xuân Diệu, chỗ khu vực bến du thuyền Quy Nhơn. Bây giờ chúng ta sẽ qua đó cập nhật tình hình xây dựng của cái màn hình lớn nhất Việt Nam hiện nay như thế nào. Ở khu vực này sau này sẽ hình thành một dãy khách sạn cao tầng các bạn. Cạnh khách sạn Lavenir đang xây thì có hai khách sạn của ông chủ Hương Việt. Khu vực này chắc chắn là tương lai nó sẽ rất là đẹp các bạn, tại vì nó gần với công viên Xuân Diệu. Sau này sẽ có một hệ thống cáp treo qua khu du lịch Hải Giang Maryland. Đấy, bên cạnh đây cũng có vừa khách sạn 4 sao Canary mới đưa vào hoạt động nữa bạn. Nó nằm liền kề luôn khách sạn của Hương Việt luôn các bạn. Vị trí bên này các bạn là sau này sẽ hình thành lên một cái nhà ga cáp treo qua bên khu Hải Giang Maryland, qua khu trò chơi. Đấy, hiện tại thì các bạn mình quay cập nhật cái tiến độ làm cái màn hình LED lớn nhất Việt Nam. Hiện tại thì ta thấy một bên phía trên, phía quay ra biển các bạn, đã làm xong cái phần LED rồi. Phía bên này họ đang tiếp tục làm. Đây các bạn, theo hình chữ V nha các bạn. Phía nhọn sẽ ra biển, phía mặt lớn sẽ quay vào ở trong đường. Dừng lại cho các bạn xem.
thì mạch bên phía này là ok rồi các bạn, còn sẽ làm hai mạch còn lại, đang làm hai mạch còn lại, dự kiến thì nghe nói vào cuối tháng 4 sẽ đưa vào sử dụng. Phía này là bến du thuyền Quy Nhơn, nắng rồi các bạn ơi, sáng nay thì nắng rồi. Mình đang chạy trên đường Xuân Diệu, đoạn công viên tượng đài chiến thắng các bạn. Mọi người sẽ quan tâm và hỏi là hiện tại thì du lịch Quy Nhơn đã hoàn toàn hồi phục chưa? Thì câu trả lời của mình là chưa, chắc chắn là chưa các bạn. Dạo qua một vòng của thành phố Quy Nhơn thì cái điều đáng lo nhất là vẫn là các khách sạn ở tầm trung các bạn, từ 3 sao trở xuống. Hiện tại thì rất khó đón khách. Khách thì cũng có rồi đó, nhưng mà khách chủ yếu là ở các cái resort lớn như là FLC. Hoàn toàn người ta ở hoàn toàn bên FLC là nhiều. Rồi một số khách sạn 4 sao, 5 sao ở trong phố. Chứ còn cái khách sạn từ 3 sao trở xuống, 1, 2 sao thì vẫn là đang đối khách. Hiện tại là đang đối khách. Có thể là một phần là do khách chưa nhiều. Cái thứ hai nữa là cái thị hiếu của dân chúng ta hiện tại đang đi du lịch đó, chủ yếu là người có tiền và có cái nhu cầu cao. Cho nên thì họ chọn những cái nơi ở cao cấp, resort cũng như là khách sạn 4 sao, 5 sao lên. Đấy, cho nên là hiện tại thì du lịch Quy Nhơn vẫn chưa gọi là phục hồi 100% lại được. Nhiều khách sạn nhỏ các bạn, khách sạn nhỏ mà nằm ở những vị trí 3-40 phòng á, 3-40 phòng nằm ở những ở vị trí nó hơi rơi xa trung tâm một chút, hoặc là nó nằm ở vị trí xa biển một chút thì cực kỳ khó đón khách trong cái đợt này luôn các bạn. Tháng 4 là cái tháng mà phải nói là du lịch mạnh mẽ trong những cái năm. Hôm nay là thứ bảy các bạn, các bạn có thể xem đường Xuân Diệu này, không có nhiều khách đâu, có thể là khách người ta đi chơi, người ta ở bên resort, ở bên FLC là nhiều. Chứ còn ở trong phố những khách sạn nhỏ nhỏ 20-30 phòng thì 2 sao, 3 sao trở lại thì không có nhiều. Bây giờ thì người ta sẽ chọn ở những khách sạn lớn, có tiệc buffet, rồi có các cái dịch vụ lớn, giá cả bây giờ nó tương đối rẻ. Có đắt đi chăng nữa là cái phương tiện vận chuyển như là giá máy bay các bạn. Hiện tại thì qua ngày 1/4 thì điều chỉnh giá máy bay cũng như các cái khu du lịch đã lên rất là nhiều. Đây ngã quá trời các bạn. Vừa rồi có lốc ở Quy Nhơn này. Vừa mới trồng ngã quá trời luôn. Cập nhật thêm cái chỗ chung cư Lamer Tân Điền Minh nữa các bạn. Đây, trước mặt các bạn đây là Tân Điền Minh, nhà ở xã hội nha các bạn. Đấy, lóc đây thì nghe nói là làm hai lóc các bạn. Đấy, về lên tới tầng thứ 4 rồi các bạn. Bên kia thì đang lên tầng 1. Mà phía bên đây là trường lái các bạn, còn học tập. Còn phía trước thì trước cái làm mơ cũ thì các cái dãy shop house cũng đang được xây dựng hoàn thiện. Từ năm ngoái tới giờ mình cập nhật, giờ mình quay lại thì thấy tốc độ làm còn khá là chậm các bạn. Đấy, còn ngổn ngang, chưa đâu vào đâu cả.
Còn Trường Lái bên này thì không biết chừng nào cũng được di dời luôn. Hiện nay thì Trường Lái vẫn còn hoạt động bình thường. Chung cư nhà ở xã hội mà nằm ở khu vực này thì chắc là mở bán thì hết liền các bạn. Không biết hiện nay thì khu vực này là mở bán như thế nào rồi, mình không rõ lắm. Nhưng hiện tại thì mình cập nhật tiến độ xây dựng hiện nay cho các bạn xem. Đây là khu vực ở đường Tây Sơn các bạn. Bên kia là các cái showroom VinFast, showroom xe Hyundai cũng như là Mitsubishi. Đấy.